mặc sóng gió, Hồ Văn Cường đậu TN nhưng không hào hứng khoe điểm như Phương Mỹ Chi. Sau khi có kết quả thi trung học phổ thông, Hồ Văn Cường khoe đậu đại học. Phương Mỹ Chi hạnh phúc vì số điểm đạt được sau bao ngày nỗ lực. Sau bao ngày chờ đợi, các sĩ tử đã có kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2021. Rất nhiều cảm xúc khác nhau đã được các sĩ tử chia sẻ trên mạng xã hội. Mới đây, Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi hai giọng ca thuộc thế hệ Gen Z đã có những chia sẻ về kết quả thi cử của mình trên mạng xã hội và truyền thông. Đặc biệt, nhiều khán giả dành sự quan tâm nhiều hơn đối với Hồ Văn Cường vì trước khi kỳ thi diễn ra thì cậu bé vướng lùm xùm khá lớn với mẹ nuôi Phi Nhung, điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến quá trình ôn luyện và tâm lý của Cường trong kỳ thi vừa qua. Hồ Văn Cường đậu đại học nhưng không hào hứng khoe điểm số như Phương Mỹ Chi. Sau khi có kết quả của kỳ thi quan trọng, Hồ Văn Cường vui mừng chia sẻ bản thân đã đậu tốt nghiệp nhưng Cường không tiết lộ về điểm số mình đạt được trong kỳ thi này. Trong cuộc trò chuyện với Yan, Hồ Văn Cường khoe đậu đại học, được biết giọng ca quê Tiền Giang sẽ theo học ngành marketing của Đại học Hoa Sen. Hồ Văn Cường vướng lùm xùm với mẹ nuôi Phi Nhung trước kỳ thi quan trọng. Hồ Văn Cường tâm sự về quyết định của mình với Yan, ca hát vẫn là đam mê lớn nhất, nhưng Cường còn muốn thử sức mình ở những chuyên ngành khác. Tuổi trẻ không thử nghiệm thì rất uổng phí. Cường muốn xem khả năng của mình tới đâu. Cường thấy may mắn khi bố mẹ ruột và cả mẹ Phi Nhung đều luôn ủng hộ những quyết định của con cái trong việc chọn ngành nào để học. Hồ Văn Cường được mẹ ruột và Phi Nhung đưa đi thi. Sau khi Hồ Văn Cường hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều khán giả đã nhắc về lời hứa của Phi Nhung về việc trả tiền cát xê và tiền thưởng giữ hộ trong nhiều năm qua cho cậu bé và gia đình. Hồ Văn Cường đậu đại học nhưng không hào hứng khoe điểm số. Tuy nhiên, Phi Nhung không lên tiếng chia sẻ về chuyện này. Hiện tại, Phi Nhung đang bận đi làm từ thiện, cô liên tục nhận nhiều công kích của khán giả yêu mến Hồ Văn Cường nhưng chủ động, để ngoài tai, tất cả. Phương Mỹ Chi hào hứng chia sẻ số điểm đạt được. Bên cạnh Hồ Văn Cường, kết quả thi của Phương Mỹ Chi cũng nhận được nhiều quan tâm của người hâm mộ. Á quân giọng hát Việt nhí nhanh chóng và hào hứng khoe thành tích đáng gờm trên Facebook cá nhân. Cô viết, hôm qua, em rất ngủ ngon nhưng tới sáng hôm nay em lại rất ăn ngon miệng hơn. Chi rất cảm ơn mọi người đã quan tâm hỏi thăm Chi nha. Có thể xem là khoe không khi biết điểm xét tốt nghiệp của mình là 8,16, 10 và muốn chạy lên hành lang đeo khẩu trang rồi hét lên thật to. Dù không chia sẻ số điểm cụ thể nhưng nhiều người cho rằng điểm trung bình của Phương Mỹ Chi khá cao so với phổ điểm của kỳ thi năm nay. Phương Mỹ Chi sẽ thoải mái trong việc lựa chọn trường đại học mình yêu thích. Dòng trạng thái hào hứng của Phương Mỹ Chi trên Facebook. Trước đó, Phương Mỹ Chi từng tiết lộ bản thân mong muốn học ngành truyền thông đa phương tiện. Cô bé không học chính quy về nghệ thuật, thay vào đó Phương Mỹ Chi sẽ học riêng với giáo viên thanh nhạc mà mình lựa chọn. Chúc mừng hai giọng ca ngọt ngào của VBIS đã đạt kết quả tốt ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy tình hình dịch bệnh phức tạp khiến việc học hành, ôn luyện và thi cử khá khó khăn thế nhưng với kết quả này thì Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi có thể thở phào nhẹ nhõm. Nghỉ ngơi một xíu rồi bước vào giảng đường đại học. Xin chúc mừng hai em đã hoàn thành tốt kỳ thi vừa qua.